Thưa quý vị, vào ngày mùng 5 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về sự cố máy bay chạy đà cất cánh khi có máy bay khác đang thực hiện lệnh lăn qua đường băng sân bay nội bài. Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng bởi có thể gây ra hậu quả rất lớn. Ekip trực không lưu đã bị đình chỉ. Trước đó vào chiều ngày 24 tháng 6, chuyến bay aQ 645 của Thái Air Asia lăn ra đầu đường băng 11R, chuẩn bị chạy đà cất cánh cùng thời điểm chuyến bay VJC 943 của hãng Vietjet cũng hạ cánh xuống đường băng 11L song song với 11R. Quá trình liên lạc, kiếp trực không lưu đã yêu cầu tổ bay AEQ 645 dừng chờ huấn lệnh cất cánh, đồng thời cấp huấn lệnh cho chuyến bay VJC 943 cắt qua đường băng 11R để sang đường lăn S8 và đi vào sân đỗ. Tuy nhiên, tổ bay của Thái AirAsia chỉ nhắc lại huấn lệnh bay mà không nhắc lại nội dung chờ huấn lệnh khởi hành. Kiếp trừ không lưu cũng không phát hiện ra tổ bay bỏ sót huấn lệnh này. Điều này khiến cho tổ bay AIQ-645 thực hiện chạy đà cất cánh trên đường băng 11R trong lúc chuyến bay vì jc 943 cũng đang cắt qua đường băng này. Thưa quý vị, đáng chú ý, sau khi phát hiện vụ việc, kiểm soát viên không lưu, không có hành động gì để có thể xử lý tình huống. Vụ việc xảy ra từ ngày 24 tháng 6, nhưng sau gần một tuần. Đến ngày 30 tháng 6, thì công ty quản lý bay miền Bắc mới chuyển thông tin cho Ban An toàn của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.